nhân, nào cùng đến trước thiên nhân dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa. Chúa là nguồn quang linh tâm trí con sáng soi trên đường thế gian mịt mù. Cần đến Chúa dẫn đưa đời người sống.
tháng cũng vừa ngày về. Xin đói nhìn chờ che năm tháng đời con, cứ trông trời con tìm theo dáng mẹ hiền. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Trong niềm tin vào Thiên Chúa, Thánh Phaolô xác tín: chính người đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Quả thật, Thiên Chúa đã gọi nhiều người bằng nhiều cách khác nhau, nhưng điểm chung trong từng ơn mà Chúa kêu mời là hãy sống cho sự thật. Vì Chúa đã nói: ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi. Hôm nay tác giả sách Tin Mừng trình thuật biến cố về cái chết của ông Gioan. Ông bị chém đầu vì đã dám lên tiếng bảo vệ sự thật, gìn giữ sự thanh vẹn của lề luật. Theo sách Lê-vi, khi người đàn ông nào lấy chị dâu hay em dâu mình thì đó là điều nhơ nhớp. Thế nhưng vua Herode đã lạm dụng chức quyền, bất chấp sự ngăn cản của ông Gioan, để làm điều ghê tởm trái với luật hiện hành. Ông đã bỏ người vợ chính thức của mình mà cưới người chị dâu để làm vợ. Cái tội lớn nhất của Herode chính là không làm chủ được bản thân, để cho thú vui nhục dục lấn át, che khuất và chỉ biết tìm cách thỏa mãn thú vui xác thịt. Tệ hại hơn, ông còn bị sa bẫy mỹ nhân kế do mẹ con bà Herodia bày ra. Trong lúc trẻ chén say sưa, ông lỡ miệng thề thốt mà phạm tội ác, sát hại người vô tội. Ông Gioan có thể chọn cách im lặng hay làm ngơ trước sự kiện để nhận được sự sủng ái từ nhà vua. Nhưng không, với vai trò là một ngôn sứ, là người nói tiếng của Thiên Chúa, ông Gioan không cho phép mình làm ngơ trước tội loạn luân của Herode và Herodia.
ông đã can đảm lên tiếng, can ngăn, trách cứ và chấp nhận hy sinh bản thân để bảo vệ luân lý, bảo vệ sự thật. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa một thế giới tràn đầy sự cám dỗ trần tục. Chúng con có thể sa ngã bất cứ lúc nào nếu chúng con giả điếc làm thinh trước tiếng Chúa dạy bảo. Xin Chúa ban thêm sức để chúng con có đủ can đảm sống và luôn làm chứng cho sự thật. Amen.